Giờ mày tính đi đâu thế? Chắc tao nhảy đào dừa. Mùa này tao chưa lên huyền thoại, phải cố leo lên thì thôi. Dạo này đi đâu cũng hạch, khó neo ranh vãi lìn. Tưởng rằng sẽ lên thách đấu mà giờ vẫn còn mức ranh bạch kim. Tăng 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 tăng, teo 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 teo. Nhìn bọn hạch lên thách đấu mà mình còn ở ranh vàng. Này mày ơi chắc có hạch, nó giết hết giọt nãy giờ. Đỡ mơ nó lũ ốc chó giờ này vẫn đi bắn ranh là sao? Biển rộng trời cao tăm tối, trốn đi đâu bây giờ? Màn hình nó có cây anten, mày trốn lên trời. Vậy giờ làm sao đây không biết, để tao nghĩ xem nào. Kể từ khi ra OB mùa này nát tinh nát tươm cả danh. Giờ mình chia nhau ra trốn, trốn đi đâu bây giờ? Giờ mày đi ra OB còn lại tao trốn lên trời. Chấp cả xe vờ, chỉ còn tao nơi đây một mình. Bọn mày trốn đi đâu rồi thế? Ngày mà tao chưa biết hách, mày bắn tao kinh thế. Bọn mày có ngon bước ra mà bắn. Na 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 na. Giờ mà bênh bênh vào vào chỉ cần một phát bay đầu. Này mày ơi nó sắp tới. Trời cao tăm tối, bởi em đi mất rồi, để lại